mông lung quá. Ờ. Bác này trẻ lời thế này là lươn đấy. Tình hình thì vẫn là tình hình chung. Kiểu nó trả lời thế để mình có hẹn thì mình vẫn cứ đưa về đấy, xong rồi kiểu nó xử lý dần. Còn con kia thì nó bảo thẳng là bây giờ đang dừng ở đấy. Cho hàng về thì cứ cho hàng về nhưng mà phải chờ. Thế ta bảo là con kia thì kiểu con đây trả lời nó luôn khéo hơn, còn con kia thì kiểu nó nói thật hơn đấy. Làm video kê để bán lên TikTok có khi lại được mà. Bởi vì là kiểu bây giờ mình cũng có nhiều mẫu ấy. Mà cái nhu cầu cũng cao. Mày thấy cái cố bắt mình bán bão hề rồi mà lên TikTok mà gặp thôi vẫn còn bán được. Tổ đô lên. Đây, ta bảo cái bộ đế của mày nhập vào thì bao nhiêu? Bộ đế chắc khoảng 6-5 nghìn. Còn cái mai rau của ta thì nó lên suất thì bởi vậy là bạn ấy nhìn đúng không? Thì nó lên suất thì nó được hơn 50%.